Rồi tiếp theo là mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đăng sản phẩm trên cái trang web này nha. Thì danh mục sản phẩm mình có rồi, mình có danh mục rồi, nhưng mà tích vô từng cái, vô tích vô nước tẩy trang da và trang dầu không có nè, tích vô mấy cái danh mục sản phẩm này không có gì hết, tại vì mình chưa có sản phẩm. Thì mình sẽ đăng sản phẩm lên lên đây để có. Và những sản phẩm này sẽ những sản phẩm mẫu của người ta, mình sẽ đăng ngày sau đó mình thay thế là sản phẩm của mình luôn ha. Đó. Thì bây giờ để đăng sản phẩm thì mình sẽ lấy một cái trang làm mẫu, tôi lấy trang Tiki đi, Tiki, tôi lấy trang Tiki và tôi làm mẫu, tôi đăng Tiki, lấy sản phẩm đây, sản phẩm đây hình ảnh nó chuẩn hết trơn, thông số chuẩn, cứ copy vào đăng làm mẫu nha. Rồi bây giờ mình sẽ tìm từng cái danh mục của mình, trên đây nó bán đầy đủ hết, không có cái nào mà không có hết, cho nên mình sẽ lấy từ bên đây nha, lấy chuẩn từ bên đây là em qua hình ảnh bên đây luôn, em qua luôn. Đó, mình đang đây. Tắt bớt mấy cái này nãy giờ mở quá trời. Rồi đầu tiên tôi sẽ đăng vô cái chỗ nước tẩy trang này nha, tẩy trang da dầu. Bây giờ tôi hết, tôi phải tìm cái sản phẩm tẩy trang da dầu này, cái nào mình lấy nha. Tẩy trang da dầu này có những cái sản phẩm gì? Trong đây có nhiều loại này, đây quá trời nè. Mình sẽ lấy một cái này đi. Đây. Nha. Nước tẩy trang da dầu cho da và kiểu ha, copy ha, đó, cả mọi thứ hình ảnh đều có hết, thông tin sản phẩm có hết, đây là người ta viết chuẩn hết rồi, mình chỉ lấy qua thôi. Rồi, bây giờ mình sẽ đăng thì sẽ vô cái phần gọi là quản trị nè, bản tin đây, nha. Rồi mình sẽ vô phần sản phẩm, tất cả sản phẩm. Ở đây có những cái sản phẩm có sẵn ở đây quá trời đây nè, tạm thời cứ để đi, cứ để đi. Rồi mình sẽ đăng mới cái của mình vô, bấm cái phim mới. Và phim mới thì mình sẽ đăng cái copy cái tiêu đề qua nè. Copy cái tiêu đề qua đây, tên sản phẩm nằm đây, dán vô. Rồi tiếp theo mình sẽ copy cái phần nội dung. Nội dung nghĩa là cái thông tin chi tiết mô tả sản phẩm nè. Copy mô tả sản phẩm đi. Copy không được thì mình xem thêm xem đầy nội dung đó, mình copy. Cấp hết nội dung vô rồi, còn tên C rồi đem qua chỗ đây, nội dung nằm đây. Đó, hình ảnh mình chọn mà cho vô giữa. Đó, chọn cho vô giữa rồi, chọn và cho vô giữa đi cho nó đẹp, hình chọn cho vô giữa luôn. Đó, hình chọn cho vô giữa luôn nha. Rồi sau khi xong rồi phần này, tiếp tục mình tới tiếp theo là giá sản phẩm, giá bán bao nhiêu, Tiki nó bán bao nhiêu, mình bán bao nhiêu mình gọt nha. Hiện nay tôi Tiki là 389.000, 389. Rồi có khuyến mãi không? Không. Rồi tiếp theo cái sản này thuộc cái loại là loại gì, tẩy trang. Cái này là thuộc cái mục là tẩy trang, nước tẩy trang đúng không? Rồi, rồi mình chọn vô đúng mục nước tẩy trang da dầu, chọn vô đúng mục này. Sẽ ảnh sản phẩm, ảnh sản phẩm là sao? Mình lấy tên Tiki luôn, đây, sản phẩm đo chuột vô, rồi xem hình ảnh về. Xem hình ảnh về ha. Xem hình ảnh về rồi, sau đó thiết lập ảnh sản phẩm nè. Sau đó tẩy. Thế là bản sản phẩm và sau đó tải hình lên. Thế là bản sản phẩm. Ví dụ mà còn thêm còn ảnh nữa, còn thêm nữa thì mình chọn album để thêm vô. Còn đối với cái này thì nó có một hình nè, nhưng mà có hình duy nhất à, cho nên mình chỉ lấy một hình thôi. Rồi đó là mô tả ngắn. Mô tả ngắn mình sẽ lấy cái gì đây? Mô tả ngắn thì mình lấy cái mô tả ngắn đây này, là mô tả ngắn nè, dung tích gì đó vân vân, để vô đây, nhắn đây. Đó, mô tả ngắn thì mình để cho nó có cái dạng chấm chấm này nha. Rồi sau khi xong rồi đúng không, mình mới đăng đăng xong rồi mình mới xem trước xem sản phẩm nè, mình sẽ thấy là mình sản phẩm mình đây, đây đúng không, y như nha, y identical. Rồi mình quay vô cái chỗ danh mục sản phẩm nè, tẩy trang da dầu nè, mình thấy sản phẩm mình như vậy, mình đang được cái một cái sản phẩm.
Tương tự vậy mình sẽ đăng tiếp những cái mục còn lại, đăng tiếp những cái mục còn lại. Đó.